Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 10 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 25. Nhưng Đức thấy mỗi một người tu học của chúng ta mà tu được cái duyên phước nó quan trọng dữ lắm quý vị. Tu cái duyên phước nó quan trọng lắm. Dù là xuất gia hay cư sĩ, duyên phước cực kỳ quan trọng. Thí dụ như một người mà mình thiếu duyên đi, như cái việc người trong chùa mắc thôi, những đức để ý rõ ràng. Một cái người mà duyên rộng là họ mắc á, là nhiều người họ hộ niệm với lắm. Mà cái người mà duyên cạn á, là khi mà họ yếu họ mắc, tự nhiên nó ngay cái lúc mà không có ai rảnh rỗi, không ai chịu hộ niệm cho họ. Thấy rõ ràng không? Có lúc còn sống mình gieo cái nhân thì sao? Là lúc mình gần chết có hương cái quả gì? Rồi tự nhiên là cái phước không đủ, cái gì cũng trở ngại khó khăn. Nói hai chỗ này là vì thấy duyên phước thiếu. Nên trong kinh Phật nói không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về nước kia là nước Cực Lạc. Cái người mà tu pháp môn Tịnh Độ này, tin pháp môn Tịnh Độ này là toàn là những người nhân duyên phước báo lớn, không không có nhỏ. Còn nếu như cái người mà nói gặp Tịnh Độ này mà nói nhân duyên phước báo mà thiếu là họ là gặp cũng không có gặp thù thắng. Thí dụ như tới tuổi già hết xíu quách không biết gì chứ mới gặp được Tịnh Độ, vì đâu có thù thắng. Cái người mà gặp Tịnh Độ là chúng ta gặp nhân duyên nó thù thắng, tỉnh táo, nhận thức biết rõ ràng thì tự nhiên gặp Tịnh Độ nó thù thắng dữ lắm. Còn nếu như một người mà gặp pháp môn Tịnh Độ này mà tới già yếu không còn biết gì chứ là không thù thắng. Nên tất cả những người mà còn khỏe còn trẻ nên tu khi mình còn khỏe còn trẻ, nghe được thấy được, tay chân hoạt bát. Đừng có đợi tới tuổi già yếu khù khờ hết biết gì thì cái nhân duyên gì đó người ta đưa đến gặp nó không thù thắng quý vị. Nhưng Đức nuôi cái cụ già trong chùa, Đức thấy rõ ràng luôn. Như bà cụ mới mắc nè, bà là đến đây là bà ở và tu một tuổi lớn, người nó bằng đêm ngủ ưa gặp ác mộng. Có những người vậy, tuổi già là thần trí nó yếu quý vị, phước nó giảm, tự nhiên cái bằng đêm ngủ là ưa gặp ác mộng, ưa nói chuyện cơ khơ, hoặc là nói con cháu tôi gì, cha mẹ tôi gì, thấy người này người kia bằng đêm ưa nói nhẩm. Nhất là những cái thành phần này là phước si, phước hết. Những thành phần gì khó tiếp nhận Phật Pháp. Nếu như quý vị cả đời nó làm ăn mà tới tuổi gì mà gặp Phật Pháp là uổng cuộc đời. Nó gieo duyên nhưng mà nó khó thành quả lắm. Nên con người ít gì cũng phải tỉnh táo, sáng suốt, phương hướng rõ ràng thì nó mới thành công được. Còn nếu như mà nó không có phương hướng rõ ràng sao thành công? Bình tĩnh suy nghĩ đi. Nên mỗi một người chúng ta, cái nhân duyên mà mình gặp Phật Pháp nó quan trọng dữ lắm, rất là quan trọng. Nên đừng có để cho cuộc đời đi qua, tuổi già hắt hiu rồi mình mới được học Phật Pháp. Thời gian học của mình nó quá ít, không tiếp nhận được Phật Pháp. Nên khi mà yếu đồ này kia rồi tới mắt nhân duyên không thù thắng. Dù là ở trong chùa nhân duyên cũng không được đặc biệt thù thắng quá. Nên tất cả những người mà nghe được, biết được, cố gắng tu. Nên chùa của mình, những đức nêu lên rằng những đức thật sự là có tâm thương yêu lo cho các cụ già. Nhưng mà mong các cụ già còn khỏe, còn biết, còn tỉnh táo, các cụ đi tu sớm đi. Vô đây những đức nhận hết chứ. Chứ đừng có mà Phật tử mà đưa những người mà
nằm chỗ hoặc những người hết sức quách vô đây. Vì làm gì ngôi chùa mình trở thành cái điểm không có đặc biệt gì nữa chứ. Toàn là chứ người bệnh đau nằm chỗ gì nó kỳ cục quá. Bây giờ tất cả các cụ dù như sáu mấy 70 tuổi mà vẫn tỉnh táo đi đứng khỏe mạnh, ngon lành, tỉnh táo biết luôn. Bây giờ mình quyết chí mình tu đi quý vị, đừng có đợi tới khi quý vị nằm ở trên băng ca mà đưa vô đây. Hoặc là tay biết nằm chỗ gì, hết biết gì chứ khó dữ lắm. Nói thiệt. Mà nếu như những đức nhận vậy thì chùa mình thành một lề luôn. Thua. Thấy rõ, rất là rõ ràng. Nên người mà đi vô chùa mình chỉ cần đi một vòng để thăm các cụ già, tự nhiên nhìn được cái vô thường của một đời người ghế vậy. Nhìn thấy bệnh đau nằm chỗ rồi sưng người lên rồi. Nên tổ sư nói rằng con người ta có để già đi trong bận rộn, mấy ai chịu buông xuống trước khi lìa đời. Cứ để già đi trong cái bận rộn, cái cuộc đời này cứ là bận rộn. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian học Phật. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian tu. Bận lắm. Đó là cái mà quý vị phải nhớ rằng để trôi qua cuộc đời không chịu lo học Phật, đến khi cơn vô thường đến thì ngã ngửa, giống như ngã ngửa luôn quý vị, chịu chết. Nên chúng ta mỗi người phải nhận thức để mà siêng năng tinh tấn, cố gắng học Phật, cố gắng niệm Phật. Mỗi ngày cố gắng nhớ A Di Đà Phật, nhớ Thế Giới Cực Lạc. Như Đức nói đeo chiếc máy niệm Phật này nè, nó rất là hay để mà mình nhớ Thế Giới Cực Lạc, nhớ A Di Đà Phật. Tại vì mình nghe câu Phật hiệu rồi tự nhiên duyên theo A Di Đà Phật là thù thắng. Đây là cái việc Như Đức thấy rõ ràng 100% luôn. Đúng là rõ ràng. Bây hợp tới giờ Như Đức đi làm suốt luôn, Như Đức đeo máy niệm Phật. Làm mà Như Đức nó thiệt chứ làm thấy mệt. Đúng rõ ràng. Cái tính Như Đức có một cái tính này nè quý vị. Khi Như Đức làm một việc thiện, việc tốt gì trong lòng cảm thấy vui. Rõ ràng càng vui thì càng làm càng thích, không có mệt. Như Như Đức tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rồi này kia, Như Đức thấy thích. Thích là do gì? Người ta được lợi ích, Như Đức thích. Rồi tự nhiên Như Đức làm không thấy mệt. Như Như Đức đi đổ bê tông, đi làm, đi lót gạch bể đâu. Bắt đầu sáng giờ lót cái chỗ trước cái bảo tháp, cái vị trí hàng ghế. Chiều nay lót xong rồi bắt đầu là Như Đức lót ghế. Lót ghế đồ Như Đức sắp bài bản lại cho bắt đầu là lễ lọc chủ nhật đồ. Trong nhà ăn đông quá đông, nên quý Phật tử đi về đây tu ngày chủ nhật có thêm cái chỗ ngồi. Như Đức sắp cho quý vị nguyên một cái giường cây ở trước bảo tháp. Cái đường mà đi thẳng vô trong nhà ăn, rồi trong vào nhà ăn đi thẳng ra, rồi bên chánh điện đi xuyên qua một cái là có nguyên cái giường cây sắp cho quý vị. Không phải bên tăng mà bên nhà ăn mới bây giờ sắp lại. Như Đức lót gạch thêm một khúc ra, lót gạch bể rồi cho quý vị, rồi sắp ghế đàng hoàng cho quý Phật tử về tu học. Rồi giờ ăn cơm một số người ngồi được ngoài đó, rất là mát mẻ. Số lượng cũng đông lắm, mấy trăm người ngồi á. Nên từ nơi đó mình bố trí ở trong nhà ăn cỡ nào cũng nó cũng vô trong đó là nó đông đúc quá, nó nóng. Nên quý vị biết rằng là từ sáng giờ Như Đức lót gạch bể chỗ đó làm mà sẽ vui gì đâu. Nếu như mà không có buổi chia sẻ Phật pháp buổi trưa này là Như Đức làm luôn buổi trưa luôn, Như Đức không ngủ. Mà nó vẫn vui, vẫn thích. Nó tại vì sao? Vì cuộc đời mình làm một cái gì đó tự nhiên cho người ta được lợi ích, mình mừng. Đó nên Như Đức cứ thường động viên những người trưởng đoàn mở rộng ra cái gì? Việc mà dẫn ta đi tu. Cái chùa mình á, chỉ bị dẫn là đến là người ta lợi ích liền. Tại vì những điều Như Đức nói nó quá xác thực trong cuộc sống. Xác thực trong cuộc sống là người ta được lợi ích liền vậy đó. Người ta được lợi ích liền. Những người mà ta bệnh, ta buồn, chồng bỏ chồng chê, vợ bỏ vợ chê, con bắt hiếu, hay là sự cố trong cuộc đời, ta đến chùa mình là tự nhiên người ta giống như người ta gặp chiếc phao vậy. Ta có cơ hội người ta vượt lên chính mình. Nên mình dẫn người ta đi tu đến cái nơi mà nghe giáo dục ngày chủ nhật, nó tiếp nhận Phật pháp dễ. Rồi mình chỉ dẫn người ta đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ này kia, mở rộng ra để đem Phật pháp giới thiệu rộng khắp nơi nơi cho người ta được nhờ. Nên quý vị biết rằng chùa mình là một ngôi chùa chuyên tu. Từ khi mà Những Đức đến đây tới giờ, chùa mình không có ai mà giảng trong chùa mình, chỉ có mình Những Đức hướng dẫn. Là từ đó quý vị thấy rõ ràng luôn.
Nên quý vị Phật tử biết những đức là hiểu được cái tính người những đức. Những đức kỵ nhất là cái kiểu gặp người nào mà nói mình đắc đạo này kia, hoặc là nói về tiên tri này kia, là quý vị tùy duyên vị. Những đức không bao giờ có cảm giác với những việc đó. Tiên tri sự việc biết trước đâu, hoặc là nói mình đắc đạo này kia rồi, những việc này những đức không có để ý tới. Quý vị nhớ, có người những đức học Phật, những đức rất là xác thực, những việc xác thực rõ ràng những đức chấp nhận. Những việc mà nói gì mơ hồ xa vờ, những đức không có chấp nhận tới. Dù người đó có nổi tiếng cỡ nào chăng nữa, chuyện đó kệ người đó. Những đức không có quan niệm đến cái chuyện mà nói những việc xa vờ. Còn riêng chùa của mình là quý vị phải hiểu, riêng chùa của mình là các cụ những đức rèn là không uống thuốc, rèn các cụ là gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Như vậy thôi. Nên tất cả Phật tử mà về chùa mình mà nói nào là thuốc men, nào là chăm cứu, nào là trị bệnh dùm cho các cụ, quý vị đừng có gặp những đức nói những chuyện này. Tại những đức đã rèn luyện cho các người trong chùa mình nó chuẩn cái điều mà người ta gây dựng tín tâm rồi. Nó mình nói trắng ra quý vị phải biết rằng mình đi đến đâu mình phải nắm được cái sự việc của người ta nữa đó. Như bản thân của những đức học theo người xưa, thầy Lý Bình Nam hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho người tu chuyên tu. Cái việc mà những đức chưa nắm được nguồn gốc một người nào đó chuyên tu, những đức sẽ không bao giờ mời người đó giảng ở trong chùa mình đâu. 100% luôn. Dù người ta dặn mình cho nữa mình cũng không làm. Mình vẫn luôn luôn duy trì vậy đó. Không bao giờ cái gì tùy tiện. Vì mình sắp xếp, mình lo lắng, mình hướng dẫn người ta được có thời gian lâu lắm rồi. Như thầy Lý Bình Nam nói, tôi hướng dẫn quý vị 5-7 năm nhưng mà cái đại chúng tính tâm còn yếu. Nếu như gặp một người mà nói cách này cách kia mới lạ hay thì làm cho cả chúng trong chùa sẽ bị dao động sao. Nên từ nơi đó sự hộ trì Tam Bảo là gây dựng cho người ta mục tiêu để tu cầu giải thoát thôi. Rất là đúng. Nên những đức cũng học theo người xưa, gây dựng một cái đạo tràng là một phương hướng, một người chứ không có người thứ hai. Từ nơi đó mà hàng Phật tử khắp nơi nơi, cái kiểu mà ai giỏi, ai tiên tri, ai biết bệnh chị bệnh này kia mà dẫn đến mà gặp những đức thì ngồi nói chuyện chơi thì được. Chứ cái chuyện mà nói là muốn chia sẻ Phật pháp này kia khó. Những đức luôn luôn duy trì dù mình không biết nhiều, nhưng mà hướng các cụ nó có lợi ích rồi, cứ duy trì vậy là tốt nhất. Nên để cho chùa mình nó ổn định, nó yên. Quý vị phải nhớ, nên phải hiểu cái tính của người những đức. Mà nói những việc xa vời hoặc là những việc tiên tri này kia, những đức không có bao giờ mà những đức nghe tới nhé. Không có nghe mấy cái vụ đó. Những đức chỉ thích xác thực trong cái cuộc đời hiện tại thôi. Chúng ta gieo nhân gặt quả, chúng ta cứ cố gắng sống những ngày tháng ngày hôm nay cho thật là tốt. Phật nói rằng an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Cái hiện tại là hiện tại chúng ta đang sống. Ngày hôm nay chúng ta sống này, chúng ta sống cho tốt, sống cho đặc biệt đi. Còn cái chuyện xa vờ, cái nhân quả mỗi người tự nó sẽ đến với cái nhân quả của người ta đã từng gieo nhân gặt quả. Chứ mình đừng bao giờ đón những việc xa vờ, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đừng có nói những chuyện đó. Những việc đó thì những bậc cao nhân ngày xưa gì ta nói kệ người ta. Còn mình người đời sau này, cái thời này, cuộc này thôi thôi, đừng có đụng đó. Nên nếu hàng Phật tử gì nghe những cái lời nói nào là tiên tri, những cái xa vờ, những cái giải thích này kia tiên tri thôi thôi thôi. Tùy quý vị. Quý vị cứ chăng thật niệm Phật là nhân, thành Phật là quả đi. Cứ chăng thật niệm Phật đi. Lúc nào Phật rước mình đi về thế giới cực lạc. Còn quý vị muốn nghe chuyện của quý vị à, còn riêng những đức là những đức luôn luôn duy trì mình vậy đó. Cái xác thực quý vị. Nó như hồi trưa những đức gặp nguyên gia đình có bác sĩ đâu này kia. Những đức ngồi nói chuyện với họ. Những đức nói với họ một câu nè. Quý vị có khi đi chùa quý vị thấy, đi đến ngôi chùa thắp một cây nhang cúng nãy chú, cúng dường Tam Bảo một chút là quỳ xuống cầu xin đủ chuyện đúng không? Quý vị phải nhớ rằng Phật pháp là chánh tín. Phật pháp là một nền giáo dục chí thiện, chứ không phải Phật pháp là mê tín. Một con người tạo nghiệp ác vô cùng, làm bao nhiêu điều sai quấy, điều ác, không làm việc lợi ích gì. Khi họ gặp nạn chuyện này chuyện kia, họ quỳ trước Phật, họ cầu nguyện Phật giúp họ. Không lẽ Đức Phật giúp một con người như vậy thì không lẽ Phật chung tay với người ác? Cái nhân bạn gieo thì cái quả bạn chịu. Bây giờ bạn muốn thay đổi được cái nghiệp quả này thì bạn phải tu.
sửa đổi lỗi lầm. Nhưng ngày xưa mình từng gieo nhân bất hiếu cha mẹ, bây giờ mình nghe đạo rồi mình có hiếu cha mẹ, hoặc là mình hướng đến cái hiếu đối với tất cả mọi người. Đây là cũng là một cách sám hối chân thật. Chân thật tu sám hối thì chuyển nghiệp. Chứ bây giờ mình tạo nghiệp quá trời luôn, khi gặp nạn cái ôm chân Phật, mình cầu xin, mình giấy vang Phật, cầu xin Phật tha tội cho con, giúp đỡ cho con này kia được. Cái này là mê tín, không có đúng. Học Phật là hướng đến chánh tín. Dù sai quấy cỡ nào cũng có thể sám hối, là sửa đổi lỗi lầm, quay đầu hướng thiện. Đây là cái điều Phật dạy, điều có cơ hội hết. Chứ không phải rằng là mình tạo bao nhiêu nghiệp chướng, đi đến chùa cái là thắp nén nhang cúng nể chuối, hay cúng diền chút bắt đầu là giấy vang tùm lum chuyện gia đình mình, cầu nguyện gia đình mình này kia tùm lum tùm la. Cái việc này gọi là đi đến chùa không hiểu, nên gọi là mê tín. Nên riêng mình ở đây là đi đến đây là được nghe giáo dục, được tiếp nhận Phật pháp. Chứ đâu phải là cái chuyện trong Phật pháp dạy là đợi con người khi chết rồi mới bị tụng hồi kinh rồi siêu thoát, không phải. Mà Phật pháp là dạy con người lúc còn sống, lúc còn sống hiếu với cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, tôn kính thầy, người dạy dỗ mình, biết nghe lời, học tập, học cái hay cái tốt. Nó Phật pháp là dạy rất rõ ràng như vậy. Chứ đâu phải là Phật pháp là đợi con người khi chết rồi quý vị làm những việc phước thiện, quý vị tụng hồi kinh cầu siêu. Vậy thì quý vị đợi nước đến chân mới chạy sao kịp. Gạo nó có thành cơm rồi, sự việc nó đã rồi. Quý vị coi Phật pháp đâu có dạy gì. Phật pháp là dạy con người ta khi vừa biết một cái, là dạy người ta về nhân quả, dạy người ta về đạo đức. Đúng rồi. Còn bây giờ quý vị chờ người ta chết rồi tụng hồi kinh, làm việc cầu an cầu siêu, làm việc này việc nọ, làm thì nó vẫn là đỡ hơn là mình không làm. Trong kinh Phật cũng có nêu lên những vị Bồ Tát làm những việc đó đối với cha mẹ họ, như Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, thì việc này họ chân thật, họ tu nhân tích đức, cái việc làm của họ có thể cầu siêu được cho cha mẹ họ, là họ làm đến mức cực điểm luôn, tốt. Còn bản thân của chúng ta mà nói đi đến chùa gỡ một chút tiền, làm một chút phước, thì cái điều này có làm vẫn đỡ hơn là không có làm. Nhưng mà cái việc để cầu cho cha mẹ siêu thoát, việc này rất là khó. Quý vị tụng trong kinh Địa Tạng có Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ làm cái chuyện gì để cầu siêu cho cha mẹ người ta? Chính bản thân người ta tu từ phàm phu trở thành Bồ Tát mà cầu siêu cho cha mẹ người ta. Mà vì cha mẹ mà tu dụng công đạt đến trình độ gì thì mới cầu siêu cho cha mẹ người ta. Còn bản thân của mình đem chút tiền, đem chút cháo, đem chút gạo đến cúng cho chùa để cầu siêu, cái chuyện này có làm vẫn đỡ, không có làm. Mà để đạt đến siêu thoát thì khó. Nếu bị làm gì mà nhà còn mỏi từng thắt, mà còn sát sanh hại vật nữa, thì không có kết quả. Như hồi trưa những đức gặp một cái nhà này, cha vừa mới bị tai nạn giao thông chết, hỏi những đức cách nào để cầu siêu cho cha. Những đức nói cố gắng chân thật niệm Phật, rồi mỗi tuần chủ nhật cố gắng đi đến đây cộng tu, và trong 49 ngày này đừng có sát sanh hại vật, rồi làm những việc phước thiện này đều hồi hướng cho cha. Nhưng cái quan trọng vô cùng mà những đức nhắc tới nhắc lui 5 lần, cố gắng niệm Phật. Tất cả con cái cố gắng ăn chay niệm Phật trong 49 ngày này hồi hướng cho cha, nhiệt tình hết lòng đi, sẽ được lợi ích rất là lớn. Nhà đức cứ nhắc hoài cái chuyện cố gắng niệm Phật hồi hướng cho cha. Tại vì ông bị tai nạn giao thông thì đây cũng là một cái nghiệp này, quả của ông rất là nặng, chết bị xe đụng, phải không? Nên người mà nào là uống thuốc sâu tự tử, gieo cổ tự tử, chết bất đắc kỳ tử, chết những cái mà giống như ngũ quỳnh tử, có nghĩa là chết những cái điều bất thường, chết lạ, chết mà gọi là không được tốt lành, thì cái này là cái chuyện mà quý vị phải chăng thật cố gắng tu nhân tích đức hồi hướng cho người ta, nhất là 49 ngày cực kỳ quan trọng. Nên nhớ công ơn ông bà cha mẹ, thì khi ông bà cha mẹ mất đi, tốt nhất là lúc còn sống mình đã dạy cho học đạo, biết tu hành cầu giải thoát. Còn nếu mà không được nhân duyên này thì quý vị nhớ ơn họ, đừng có sát sanh hại vật thêm, đừng có mâm cao cổ đầy vì sát sanh để làm đám ma linh đình, đừng có làm điều này. Quý vị làm đồ chay hoàn toàn, ngủ người về tụng kinh niệm Phật, nhất là niệm Phật làm chính, rồi đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật tặng cho cái người đi đến để hồi hướng cho họ. Rồi mỗi từng thắt đều là niệm Phật, cúng đồ chay hết. Mỗi năm đám dỗ đều làm y rang như vậy. Nếu trong 49 ngày mà nhiệt tình làm như vậy thì có thể giúp cho họ rất là lớn, giúp cho họ lớn, cực kỳ lớn luôn. Còn sát sanh hại vật là cái như chịu thua. Họ đã tạo nghiệp nặng lắm, họ mới chết cái kiểu này, mà bây giờ còn sát sanh hại vật
Thì cái này đúng là rõ ràng nhà đã cháy mà còn đổ dầu đổ xăng vào, chịu thua rồi, đúng không? Đó. Nên có nhiều người giống như trí thức lắm, khi mà gặp mình, trong lòng họ có khi họ đi đến nhiều chùa, họ thấy gặp chùa chiền là nói gì cái chuyện cầu xin, nói này gì mê tín, họ xem thường. Gặp những đức nói Phật pháp nói gì, anh đừng có đem chút đỉnh tiền anh đưa tôi là anh nói là nó nói là dữ dằn lắm. Anh nhớ tôi không có kêu anh đưa tiền cho tôi, nhưng mà tôi nói thật sự cho anh nghe, dù anh có giàu cỡ nào nhưng thọ mạng đến lúc anh phải chết là anh chết rồi. Anh có bác sĩ nhiều năm anh muốn chết là anh chết rồi, không có thuốc nào trị cho anh được đâu. Nhưng nếu anh tạo nghiệp nặng nề, cái tâm anh kiêu ngạo ngã mạn, không chịu lo tu nhân tích đức, thì anh chết anh vẫn đọa lạc là đọa lạc. Anh phải nhớ nghe, Phật pháp là một nền giáo dục dạy người ta lúc còn sống này nè. Anh dù là đương thời đã có tiền có điều kiện đó, nhưng mà cơn vô thường đến, bệnh đau đến, thọ mạng đến, quỷ vô thường đến, anh không có cửa gì anh chống nổi đâu. Anh nhớ, tôi nói thật cho anh nghe, chứ không phải là tôi như những người nào đó tự nhiên anh đưa chút đỉnh tiền là tôi ùa theo anh, không phải đâu, không có. Nên nhiều người nghe như Đức chia sẻ Phật pháp mà thích, tôi nói rằng con thích thầy nói thẳng. Đúng rồi, vì người ta mà không nói thẳng sao được. Nên quý vị biết trong chùa mình người nào mà những đức nói, ví dụ như đức không tin tưởng người đó, người đó không đàng hoàng, người đó mới chỉ cần làm cái chuyện ở trong chùa mình mà kiểu mà tính tình tham lam rồi làm những việc này việc nọ hoài, những đức cứ nhắc hoài, những đức không có bỏ không người đó, những có ghét người đó gì, nhưng mà những đức cứ nói hoài người đó, chịu không có nổi với những đức. Nếu mà không sửa đổi lỗi lầm là không có ở chung với những đức được không? Nói hoài sao chịu nổi? Phải sửa đổi lỗi lầm thì mới ở được, còn nếu không sửa đổi lỗi lầm là ở không được. Nên tất cả người trong chùa mình hiểu được những đức rồi, nhớ là cái việc nghiêm túc đàng hoàng với cái chuyện uy tín. Chứ nếu như mà mất uy tín, làm điều không phải như đức, mất lòng tin là sống với những đức khó lắm. Thì ai cũng vậy, vì sống với người ta mà bị mất lòng tin là không ai mà để cho bị tiện bề sống đâu. Nó mất lòng tin với mình rồi, cái gì mình làm cũng khó. Nên cái chữ tín cực kỳ quan trọng đối với một con người. Đờ đạo gì cũng quan trọng, cái chữ tín cực kỳ quan trọng. Còn nếu như mà cái chữ tín mà không gầy dựng, cuộc đời quý vị không có đắc dung thân. Dù là quả địa cầu bao la nhưng quý vị không có đắc dung thân. Nếu như mắc chữ tín không có đắc dung thân. Nên khi mình làm cái gì mình nhiệt tình mình làm đấy, mình đừng có ý kiến ý cò nhiều quá. Ngồi đó cứ tính hoài mà không làm, không có đặc biệt. Những đức khi làm cái gì với anh em là nhiệt tình bước vào là rẹt rẹt làm, không có thích dòng do tâm quắc. Con người những đức là như vậy đó. Nên những điểm mà quý vị hiểu những đức phải nhớ, một là cái gì, nói gì chuyện xa vờ, hai là gì, tiên tri những việc xa vờ, ba là gì, nói gì cái chuyện đắc đạo, bốn là cái gì, nói chư hương linh nhập. Quý vị đi chỗ khác chơi đi, khỏi đi. Những đức thích nhất là xác thực như vậy nè, cái gì xác thực đi, còn cái chuyện những xa vờ mình không có biết được. Đó, học Phật là học cái gì? Xác thực nhất. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật, Ngài cũng là xác thực nhất. Ngài là người thấy rõ ràng, biết rằng là thế giới chúng ta sống còn những cảnh giới vô hình, người chưa siêu thoát, cảnh giới quỷ đạo, ma đạo, cõi chờ Atula đạo, địa ngục, cầu quỷ, súc sanh đều có, trong lục đạo luân hồi có mà. Nhưng chúng ta là cặp mắt mình chưa thấy những cảnh giới kia, chúng ta chỉ nói những cái mà bản thân con người mình hiện tại đang sống trong cuộc đời này, xác thực nhất đi, đừng có nói những việc xa vời. Nên quý vị học đạo mà nghe những người nói, nào là hương linh nhập, nào là những thằng thông diệu dụng gì này kia, trong kinh giáo Phật đã không đưa lên điều này. Đệ tử Đức Phật nhiều người toàn là chứng quả, người có thằng thông không? Nhưng Đức Phật không có cho đệ tử dùng thằng thông, trong đó chỉ có đúng Tôn giả Mục Kiền Liên là ngoại lệ một chút, đó là nhân duyên của Ngài. Còn ngoài ra Đức Phật không có đồng ý cho nó dùng thằng thông để lòe mắt thiên hạ mọi người. Đức Phật dạy là phải thật chắc dạy người ta về giáo dục, về nhân quả là đúng. Chứ đừng có nói chi cái thời cuộc này pháp dược ma cường. Mọi vị nói lên những cái chuyện mà xa vờ này kia, những đức không biết Phật pháp nhiều, những đức không bao giờ chấp nhận điều đó, không bao giờ những đức tiếp nhận điều này. Nên quý vị nói ai có là người biết cái gì quá khứ hiện tại vị lai gì đi, nó gặp những đức nói đi chỗ khác chơi giùm đi, miễn không có dính dáng như cái chuyện này. Và nói cái chuyện mà hương linh nhập xác này kia được đó, quý vị đi đến gặp những đức đừng có nói những cái chuyện này. Những đức tin có, nhưng mà những đức không bao giờ muốn nghe những cái việc này. Nhớ nghe, những điều này những đức nói rất chân thật. Những đức học Phật là học cái gì xác thực nhất, không có thích dòng do tâm quắc mấy chuyện đó.
vô đạo tràng mà nói tào lao bắt xế cái chuyện này chuyện kia rồi những đức mờ đi ra ngoài, đi đến chỗ khác chơi đi bạn, miễn đi. Tôi không cần thiết nghe mấy cái việc đó. Cái việc xác thực là còn sống cố gắng tu, nhiệt tình làm việc thiện việc tốt. Con người ai cũng còn sai, nhưng chúng ta sửa đổi lỗi lầm hoàn chỉnh mình từ từ, cố gắng. Đây là xác thực nhất của những đức hướng dẫn, chứ không có cái chuyện xa vời mù mờ. Nên mong tất cả hàng Phật tử là người trong chùa phải hiểu được cái nơi mình đi đến, mình ở, mình tu, mình phải nhận thức được. Vậy thì chúng ta là người học đạo mới hiểu biết. Nhưng những điều như Đức nói vì thấy không có một chút gì mê tín cả. Phật pháp là nền giáo dục rõ ràng. Mình hiếu với cha mẹ mình, con mình hiếu với mình. Mình bắt hiếu với cha mẹ mình thì con mình bắt hiếu với mình. Chúng ta đến với con người sao? Có người đến với mình vậy. Từ nơi đó chúng ta cứ sống cho thật là tốt, siêng năng niệm Phật, gầy dựng tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời, niệm câu Phật hiệu như tới cùng luôn, kết quả cực kỳ lớn. Chỉ cần nhớ Phật thì tức khắc nghiệp gì cũng chuyển được. Nhớ ai với đạo Phật, niệm ai với đạo Phật, nhớ thế giới cực lạc thì nghiệp gì cũng chuyển, phước gì cũng tăng. Cố gắng quý vị, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.